của mình rất đơn giản thôi. Mình sẽ vào 1, 2, 3, 4, 4 hôm nay anh em nhé. Và tỷ lệ thì nếu mà thắng thì mình ăn hết cả 4, mình solo điểm với bên Bún Kinh anh em ạ. Đó, và anh em hãy nhớ cho mình là lựa những cầu nào mà bên Bún Kinh họ thắng nhiều thì mình sẽ bắt đầu là mình vào anh em nhé. Lần này là bài lẻ này. Lần này thì bài lẻ là Bún Kinh là khá là thấp điểm, thế nên là mình không dám vào những bài lần sau. Chơi cái này thì anh em phải từ từ, thật bình tĩnh anh em ạ. Đó, cứ từ từ bình tĩnh thôi, để xem hôm nay là mình đặt chỉ tiêu ra khoảng tầm là 5M đến 7M để xem hôm nay là có được không anh em nhé. Rồi anh em đi qua để lại cho mình một like và một chia sẻ. Nếu anh em thấy thích thì đăng ký kênh giúp mình để đón chờ những video mới nhất nhé. Có kết quả nào. Ok, 45 này, 44 này. Rồi ok, một số bài kiểu 50-50. Bây giờ thì mình sẽ vào anh em nhé. Rồi, làm quả đi anh em ạ. Chơi cái này thì anh em phải đi đều vốn cho mình. Họ cứ đi đều vốn, bên này 50, bên này 50 và bên này cũng là 50 anh em nhá. Đó, thắng thì thằng mình thắng được hết, còn thua thì mình chấp nhận là mình thua nhiều. Chơi này là, chơi cái này thì nó lên thì lên nhanh cực, nhưng mà nó xuống thì cũng xuống nhanh lắm anh em ạ. Bài lẻ này, rồi ok, quá tuyệt vời luôn anh em ơi. 3 triệu của mình lên bao nhiêu rồi, lên được 800k rồi anh em ơi. Đó, 800k rồi, nếu anh em nào thích ăn ngon thì mình nghĩ là 800k sẽ là hợp lý anh em ạ. Đó, ok, lần này thì mình sẽ nhả lại một nhịp anh em ạ. Mình lần này nhả lại một nhịp, nếu mà lần này mà Bún Kinh nó khoảng tầm là 7, 8, 9 thì lần sau mình có thể là mình vào được này. Coi xem bài nào, Bún mấy này, Bún 5 này. Ô, Bún 5 à, được rồi, ok, vẫn tiếp tục anh em nhé. Bún 5 à, lần này thì mình sẽ vào tiếp tục 50k. Ok, vẫn chiến đấu anh em ạ. Chơi này thì anh em cứ bình tĩnh mà anh em chơi thôi, không phải là tay nào thì anh em cũng vào anh em nhé. Cứ nhấp nhả thôi. Đợi khi nào Bún Kinh họ nhiều điểm thì mình bắt đầu là nghỉ cái đấy. Đó, nghỉ 1-2 tay chả sao cả. Bài lẻ này, úi dồi ôi, tuyệt vời. Úi dồi, bài này ăn được ít quá anh em ạ. Ít quá nhưng không sao. Nên lời là khoảng tầm 1 triệu mốt anh em nhé. Sau 2 lần thả của mình, mình lời khoảng tầm là 1 triệu mốt. Đó. Thì mình nghĩ là anh em, nếu mà anh em ăn lon được thì là anh em nên dừng là được rồi. Đó. Theo như mình nghĩ là ăn lon nên dừng rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình xem là hôm nay là mình chơi 1-2 tay nữa xem là lên được bao nhiêu. Coi nào, Bún 9 này, Bún 9 này, kinh khủng này, kinh khủng này. Đó, Bún 9 này bắt đầu là mình có cơ hội rồi, lần sau là mình sẽ vào này. Đó, cứ ăn được một tay mình phải dừng một tay anh em ạ. Cứ không thể nào mà anh em cứ thắng là cứ thắng, cứ đi đi suốt là đi suốt là sai lầm anh em nhá. Đó, bây giờ vốn của mình, nếu mà mình thua đây này thì mình dù gì mình cũng lãi được 962k rồi anh em ơi. Nào, để coi nào, Bún mấy đây, 48, ui dồi ôi, ủa ôi, 48 anh em ạ, mất 715.000 anh em ạ, vẫn không sao, vẫn tiếp tục anh em nhá, làm thêm nữa đây anh em ạ, ok anh em, bên kia 48, một lần 49, một lần 48, đó, bắt đầu căng rồi đây, căng như dây đàn này anh em ạ. Bây giờ số tiền lời của mình còn lại là 247k, đó, lên tiếp nào, tổng kết, bài này tuyệt quá, tuyệt cú mèo, lên mạnh lên, ui bên này được ít thế. Lần này thì hơi ít anh em ạ. Không sao anh em nhé, vẫn tiếp tục anh em ạ. Lần này là mình làm một phát đi, vẫn tiếp tục 50k. Đó, cách chơi Bún Bún thì rất đơn giản thôi. Các bạn đừng lên vào 1 ô hay 2 ô hay 3 ô. Đã vào thì vào tất cả là 4 ô, 4 ô, tất cả luôn. Thế nó mới ok anh em ạ. Được thì được nhiều mà không được thì được, không được hẳn đi. Bún 6 này, Bún 10 này, Bún 7 này. Rồi ok, thế thì ván này thì mình cũng trừ đi là mình cũng lời ở tầm là 224k. Đó, và anh em hãy nhớ nhá, bên này đang cũng là 446 thì mình vẫn có thể là tiếp tục chơi được nữa này anh em ơi. Rồi số tiền của mình đã lên khoảng tầm lại lên lại là 4 triệu rồi anh em ạ, 4.054.000. Đó, hôm nay mình đặt chỉ tiêu 5 đến 6 triệu hoặc 7 triệu anh em nhá. Xem này có được không đã. Nào, có kết quả nào. Lên. Ui giời. Con này mất nhiều quá anh em ạ. Con này mất nhiều quá. Bún bún rồi anh em ơi. Đó, đủ nhanh cực kỳ luôn. Không sao, vẫn tiếp tục anh em ạ, vẫn tiếp tục nha anh em nhá. Rồi ok, thế nên là mình nghĩ là anh em khi mà anh em có lời khoảng tầm là 10 đến 20% số tiền lời là anh em lên dừng được là hợp lý anh em nhá. Ok, có kết quả nào. Bài lẻ này, cái này thì mình chắc là mình gỡ được một tay rồi. Rồi ok, vẫn tiếp tục anh em nhá, lên 3 triệu rồi anh em ạ. Rồi, vẫn tiếp tục làm tiếp một phát nữa anh em ạ. Rồi ok, hy vọng lần này là lần giải thắng này. Thắng nữa thì mình chắc là mình sẽ nghĩ khả năng nếu mà lần này mình thắng thì mình sẽ lên khoảng tầm là 4M anh em ạ, 4M. Đó, còn không thì chắc là mình xuống tầm là 2M. Đó, ok anh em, có kết quả nào. 42 à, 42 được.
42 được anh em ạ. Rồi. Ván này thắng này, rồi lên 3.8 triệu. Quá tuyệt vời các anh em ơi. Thế thì tay này nhá, tay này thì mình xin phép là mình dừng một tay không vào anh em ạ. Thì mình cũng thắng được khá là nhiều rồi. Thế nên là mình nghĩ là lên dừng lại là hợp lý. Anh em chơi game bài đổi thưởng đa win thế anh em phải biết nhịp nhàng, chứ không phải là cứ tay nào cứ vào ồ ạt anh em ạ. Vào ồ ạt như thế là chết. Oang, ok. Lần này anh em thấy không, 47 này. Đó, dừng lại một nhịp là chính xác anh em ạ. Đó, nếu có vào thì vào tay này này. Đó, ok, vẫn cứ vào, vẫn cứ vắt đều 50k anh em nhé. Tổng cộng là mình đi mất 200k. Đó, giờ số tiền của mình còn lại là 3.651.000. Nếu mà thắng được thì là tính tiếp này, không thua thì lại giảm tiếp này. Bài lẻ tuyệt vời luôn anh em ạ. 46, 48, 44, ok, tuyệt vời. Thắng cả 4 luôn anh em ơi. Lên 4.821.000, ok, tuyệt vời luôn anh em ạ. Úi giời, được của nó luôn anh em ơi. Tại này thì mình lại nghỉ một nhịp anh em ạ. Chắc mình nghỉ 1 đến 2 nhịp anh em ơi. Nghỉ 1 2 đến 2 nhịp đi. Vì hiện tại bây giờ là bên Vinh Kinh nhà họ thua khá là nhiều đấy. Nên là mình phải nghỉ, dừng lại một nhịp. Ai nhỉ? Hơi tiếc nhỉ. Rồi, con này ăn cũng sướng đấy. Rồi. Lên dừng lại một nhịp nữa. Đó, thế mình nghĩ, mình khuyên anh em là nếu mà anh em chơi ăn lon ấy thì mình nghĩ là hợp lý. Vì tại sao các bạn cứ chơi như là dụng như mình hôm trước là chơi là còn khoảng tầm là 3M. Đó, 3M, thì hôm nay mình lời khoảng tầm là 1.8 triệu. Đó, ok, thế là hợp lý rồi anh em. Còn muốn thế nào nữa? Rồi, bull này. Tuyệt vời. Rồi, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Được của nó luôn. 50. Làm phát nữa đi anh em. Làm phát nữa đi. Cái này được thì là mình sẽ dừng luôn anh em nhé. Không lên tham làm gì nhiều. Đó. Nào, giờ mình ok. Lên. Nào, tổng kết. Bun 3. Được, bun 3 chúng tôi này. Bun 3 chúng tôi này. Thắng luôn anh em ạ. Phát này còn lên gần 5 triệu 6 rồi anh em. Quá tuyệt vời luôn anh em. Đó, ok anh em. Hôm nay thì nhẹ nhàng tình cảm. Mình có khoảng tầm là 3M mà mình đã kéo lên cho anh em khoảng tầm là 5.6 triệu. Đó, thì mình nghĩ là cách chơi này là khá là ok. Anh em có thể là áp dụng vào anh em nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ra mình rút tiền anh em ạ. Đó, anh em cứ áp dụng cái chơi như này thì mình nghĩ là hợp lý. Cho anh em đừng có lên tham lam muốn nhiều làm gì. Hôm nay mình lại tiếp tục rút ra khoảng tầm là 1.690.000. Đó, thế là hợp lý rồi anh em. Ok, rút tiền. Quá tuyệt vời, còn lại 4 triệu anh em nhé. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.